và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi đấu của nhóm thứ hai, đó chính là nhóm Vovinam 1978. Và để xem trong phần thi biểu diễn này thì họ sẽ kết hợp với ca sĩ nào nhé. Và ngày hôm nay tôi có mặt đây để đưa ra cho các bạn một chủ đề cũng như một thử thách với bài hát Cho Con Tim Một Lý Do. Thì thực sự bài hát này tôi nghĩ rằng là với riêng Tú, nếu như mà khi mà để đã gọi là đấu trường võ nhạc thì vừa phải biểu diễn võ thuật trên một cái nền nhạc đó, thì tôi nghĩ nhạc có những cái tiết tấu nhanh hay sôi động sẽ dễ dàng cho các bạn. Còn đây là một bản ballad, mà một bản ballad khá là buồn, thì tôi nghĩ rằng đây là một thử thách rất là lớn và rất là áp lực. Và tôi hy vọng rằng nhóm Vovinam 1978 sẽ cố gắng hết sức mình và thành công trong vòng bán kết. Vòng biểu diễn với ca sĩ thì nhóm rất là may mắn là được hợp tác với ca sĩ Anh Tú. Nhóm sẽ thể hiện và biểu diễn trên nền nhạc của bài hát Cho Con Tim Một Lý Do. Thì với nội dung của lời bài hát là nói về nỗi buồn của một chàng trai, thì nhóm và anh Nghĩa đã suy nghĩ ra được một cái ý tưởng là dựng thành một chuyện tình tay ba trên võ đường. Là một ca sĩ chuyên về dòng nhạc ballad thì thường rất là chậm rãi, nó rất lãng mạn, không có nhiều hiệu ứng âm thanh về nhạc nhiều, nên đây là một điều vô cùng khó khăn cho nhóm. Đối với nội dung của lời bài hát là nói về chuyện tình cảm, bởi vì thật sự thì nhóm không có ai có tình cảm với ai hết. Thì cái mặt mà khó nhất ở vòng này là nhóm chúng em phải làm sao để diễn cho người khác hiểu đó là sự thật. Nghe về của nhóm em là dành cho tất cả mọi đội, nhưng chúng em cũng có thấy mạnh duyên. Tụi em chỉ có một mục tiêu là lên sân khấu sẽ thể hiện hết sức mình và chiến thắng những đội mà đối đầu với chúng em. Chẳng cần đến đâu.
Hôm nay đến với chương trình của Đấu Trường Võ Nhạc thì anh thấy sao? Lời đầu tiên cho phép Tú gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả cũng như là ban giám khảo đang có mặt ở đây ạ. Thật ra thì khi mà Tú được nhận cái lời mời gọi là tham gia chương trình Đấu Trường Võ Nhạc thì bản thân mình rất là hồi hộp, tại vì thực sự là ở cái mô típ này nó chưa có ở Việt Nam bao giờ hết. Và Tú nhận lời tại vì Tú rất là thích, mà lúc khi nhận lời xong thì cũng hồi hộp lắm. Lúc lên tổng duyệt thì không biết rằng là có làm tốt không, rồi các em có bị sao không, rồi rất là nhiều điều để lo. Nhưng mà may mà hôm nay thì các em đã làm tốt, chúc mừng các em. Xin được cảm ơn anh Tú đã đến với chương trình Đấu Trường Võ Nhạc rất nhiều ạ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin được mời phần nhận xét của ban giám khảo dành cho nhóm Vovinam 1978 ạ. Tôi nghĩ rằng là với cái bài hát băng ếch mà kiểu nhẹ nhàng như vậy á, thật ra là tôi cũng không tưởng tượng làm sao có thể làm được. Nhưng mà rõ ràng các bạn làm rất là thành công và rất là bình tĩnh trong cách dàn dựng. Cái hình thể của các bạn, nếu mà trong cái biểu cảm của các bạn á, nó tăng thêm cái phần kịch tính nữa đó, thì tôi nghĩ rằng khán giả truyền hình á, họ sẽ cảm xúc hơn nhiều. Nhưng mà tôi nghĩ đang là một trong những cái tiết mục mà tôi thích nhất từ hôm bữa tôi coi tới giờ. Bởi vì nó cho tôi một cái đặc biệt, nó khác với những cái tiết mục khác, một cái cảm xúc khác. Chúc mừng các bạn. Xin được cảm ơn những lời khen của anh Nguyễn Quang Dũng dành cho các bạn ạ. Xin mời anh Trần Huy. Anh rất là ấn tượng với cái bài này, anh thấy ấn tượng lắm. Từ mấy cái tổ hợp nhảy múa, mấy cái động tác của các em, cái bài biên đạo của Trọng Nghĩa nè, và các em với anh Tú, anh thấy là ba cái điều này kết hợp với nhau rất là hay trên cái sân khấu trong cái bài này. Cái hít thở của các em nó cũng chung với cái hít thở hát của anh Tú. Và với cái ánh sáng trên cái sân khấu và cái khói trên sân khấu, nó tạo ra một cái, nó nhìn như một cái ký ức. Anh rất rất thích cái bài này. Yeah. Tụi em xin cảm ơn anh ạ. Xin cảm ơn giám khảo Trần Huy Trần. Thưa vâng, xin được mời giám khảo Trang Mai Nguyễn ạ. Mình rất là thích cái bài này, rất là bất ngờ. Mình muốn khen những cái khúc mà đối kháng nè, dùng binh khí nè, cái gương mặt nè, biểu cảm nè, thần thái nè, cái bài diễn của các bạn á, nó chung với nhau hết, nó rất là hay. Mình cũng thấy là hơi cảm động á, mà cái bài trình diễn này nó thật ra là lỡ người mà không biết diễn á thì nó có thể nhìn thấy hơi corny, nó hơi sến á, mà các bạn diễn được hay, diễn được giỏi cho nên nó làm thấy mình cảm động. Xin cảm ơn giám khảo Trâm Minh Nguyễn. Chị Minh Tú xin mời chị ạ. Cái cách mà các bạn kể câu chuyện này nó tình cảm, nó lãng mạn nhưng mà nó không có sến. Ngoài ra có một cái mình rất là thích đó là cái cách mà các bạn quăng gậy cho nhau á, nó rất là mượt. Và một điều là mình nhớ không lầm là hai lần trước cô Bạch Tuyết, cái đội Bạch Tuyết bảy chú lùn này rất là tệ. Nhưng mà qua tuần mình thấy rằng là các bạn rất là càng tiến bộ, rất là tiến bộ luôn, càng ngày càng tiến bộ. Em xin cảm ơn chị. Chúc mừng các bạn. Và bây giờ xin mời ban giám khảo sẽ cho điểm nhóm Vovinam 1978. Chúc mừng nhóm Vovinam 1978 nha. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những phần sau của chương trình. Cảm ơn các bạn.